Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất năm 2022 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tiến, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhân dân và cán bộ xã Minh Tiến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tiến đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời yêu cầu xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động tích cực tham gia, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, phát triển đa dạng sản phẩm OCOP nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngày 6 tháng 5, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Hưng Yên với tỉnh Minsk của Belarus, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành tỉnh Minsk sẵn sàng hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm thu hút đầu tư hoạt động của các khu kinh tế tự do, đề xuất xây dựng một thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh. Ngoài sự hợp tác về kinh tế, tỉnh Minsk cũng muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực nhân đạo, y tế, giáo dục, du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đã cảm ơn về cơ hội gặp gỡ và nhấn mạnh về tiềm năng lớn để phát triển quan hệ giữa hai địa phương. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng, tỉnh Hưng Yên quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Hai dự án chung sẽ được thực hiện để sản xuất xe tải mát và cung cấp các sản phẩm sữa. Trong ngày 6 tháng 5, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên còn làm việc với Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Belarus, thăm và làm việc tại nhà máy sữa Minsk số 1, nhà máy ô tô Minsk Smart. Chính phủ ban hành nghị quyết số 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Cấp huyện cũng được xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân cấp huyện còn được quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, ngày 6 tháng 5 năm 2023 và thực hiện đến khi luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua thay thế luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 1046 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 44 ngày 15 tháng 3 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phạm vi quản lý chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm việc lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về quy hoạch đất đai tài chính, ngân sách nhà nước, xây dựng giao thông, khẩn trương rà soát hoàn thiện quy hoạch liên quan, bảo đảm hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, quyết định dự án đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không phân bổ trước ngày 31 tháng 1 năm 2023, hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nghiêm cấm chia nhỏ các gói thầu trong các dự án để vụ lợi gây thất thoát, giảm hiệu quả đầu tư.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Văn Giang, Văn Lâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy tại các khu vực dự án xây dựng đô thị. Trong 6 ngày từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện 9 vụ, 25 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý hành chính 81 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 74 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bàn giao về địa phương nơi cư trú để quản lý theo quy định. Tính riêng trong ngày 4 tháng 5, kiểm tra hành chính số người lao động mới đến làm việc tại khu đô thị Dream City và khu đô thị Đại An đối với 46 trường hợp đã phát hiện xử lý hành chính 41 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng hơn 6 giờ sáng nay tại chợ trung tâm huyện Ea Súp, Đắk Lắk đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều hàng hóa bị thiêu cháy, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho nhiều tiểu thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 10 phút, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở phía khu vực chợ lồng. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa cháy lan sang các kiosk khác và bùng cháy dữ dội, kèm theo những cột khói đen cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực dập tắt đám cháy, đồng thời sơ tán các vật dụng hàng hóa gần đó ra bên ngoài. Đến 8 giờ 15 phút, vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Những ngày nóng gay gắt đầu mùa hè, người dân và du khách ùn ùn xuống Sầm Sơn Thanh Hóa giải nhiệt khiến bãi biển nơi đây đông nghịt người. Thời tiết ở Thanh Hóa những ngày qua nắng gay gắt, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. 16 giờ hàng ngày khi nắng nóng dịu dần, người dân và du khách bắt đầu xuống biển tắm. Đến 17 giờ 30, lượng khách đổ về Sầm Sơn càng lúc càng đông, bãi biển đen cứng người. Theo những người kinh doanh dịch vụ tại đây, khách đông chủ yếu là người nội tỉnh do thời tiết nắng nóng, cuối giờ chiều người dân xuống biển tắm để giải nhiệt. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết 190 trẻ em đã thiệt mạng và 1.700 người bị thương trong 11 ngày đầu tiên của cuộc xung đột bắt đầu từ tháng trước tại Sudan. Con số này có nghĩa là cứ một giờ trôi qua có 7 trẻ em ở Sudan bị chết hoặc bị thương vì chiến sự. Phát ngôn viên của UNICEF cho biết tình hình ở Sudan đã trở nên nguy hiểm đến mức đáng sợ. Ông cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo từ một đối tác tương đối tin cậy rằng 190 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 1.700 trẻ em bị thương trong 11 ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Những con số đó được thu thập từ các cơ sở y tế ở thủ đô Khartoum và vùng Darfur. Điều này có nghĩa là nó chỉ bao gồm những người đã đến các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe, đồng thời cảnh báo thực tế có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Hàng trăm nghìn người dân Cuba vừa qua đã đổ ra đường để tham gia tuần lễ hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, tiếp nối truyền thống được khởi đầu từ khi cách mạng Cuba thành công năm 1959. Lễ kỷ niệm chính thức năm nay tại đảo quốc Caribe đã bị hoãn lại 4 ngày vì lý do thời tiết và được tổ chức với quy mô nhỏ hơn thường lệ tại thủ đô La Habana, thay vì trên quảng trường cách mạng José Martín. Nhiều cuộc tuần hành khác cũng diễn ra tại các khu đô thị của Cuba. Đông đảo quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước Cuba đã tham dự hoạt động quần chúng mang tính biểu tượng này. Trong suốt gần 6 thập niên qua, các cuộc tuần hành thể hiện tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 của người lao động trong tất cả các ngành nghề, hội đoàn, đã trở thành hình ảnh hùng tráng đặc trưng và là hoạt động quần chúng thường niên rộng rãi nhất tại Cuba. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa qua đã có cuộc gặp với giám đốc điều hành của những gã khổng lồ về trí tuệ nhân tạo AI của Mỹ để thảo luận về cách thức ứng phó trước những mối nguy hại tiềm tàng mà công nghệ này có thể gây ra. Tại cuộc họp với đội ngũ giám đốc điều hành từ các hãng công nghệ như Google, Microsoft, OpenAI và Anthropic, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris đánh giá trí tuệ nhân tạo AI có tiềm năng trong quá trình cải thiện đời sống của người dân và giải quyết một số thách thức lớn nhất của xã hội. Nhưng đồng thời, nó cũng có nguy cơ làm tăng dần các mối đe dọa về an ninh, an toàn, xâm phạm đời tư, quyền công dân cũng như làm xói mòn niềm tin của công chúng và niềm tin vào nền dân chủ. Phó Tổng thống Harris lưu ý, bà và Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc thúc đẩy những quy định và dự luật mới về vấn đề này. Người nhện Pháp Alain Robert ngày 5 tháng 5 leo lên một tòa nhà 166m ở Tây Ban Nha bằng tay không nhằm nâng cao nhận thức về hạn hán và biến đổi khí hậu. Tòa nhà mới nhất mà ông Alain Robert chinh phục là khách sạn Melia Barcelona Sky Hotel với bề mặt bằng kính và thép. Đây là tòa nhà cao thứ tư tại Tây Ban Nha. Khi leo lên, ông chỉ mang theo một túi đựng bột phấn và đôi giày leo núi.
Ông cho biết mình chinh phục tòa nhà này nhằm gửi đi thông điệp về hiện tượng biến đổi khí hậu và tình trạng đất bị khô cằn tại Tây Ban Nha để chúng nhanh chóng được giải quyết. Tuy nhiên, hành động của ông đã không được cấp phép. Cảnh sát đã chờ đợi ở trên nóc để bắt giữ ông. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.